Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng gần với trung tâm Hà Đông, với cụ thể vị trí của nó thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này, đường ngõ thực tế trước nhà khoảng tầm 2 mét rưỡi, cách với khoảng tầm 100 mét là ra tới đường ô tô đi lại. Khu vực Mộ Lao Hà Đông thì gần ngay cầu Đen, cầu Trắng, gần với tất cả các trung tâm hành chính quận, rồi bệnh viện lớn, khu đô thị lớn nhỏ. Và với cái căn nhà này, sổ sách chuẩn chỉnh, dọn đồ về ở ngay, với diện tích 30 m², thiết kế xây dựng 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên không phải là ngõ thông và nó cũng không phải là căn cuối cùng, không phải là căn ngõ cụt mọi người nhé. Với cái thiết kế của ngôi nhà tầng 1, chủ nhà thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết chỉn chu, theo đúng hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. 5 tầng xây mới, công năng sử dụng hài hòa hợp lý cho quý vị. Căn nhà này thì gần với rất nhiều trường đại học lớn, ví dụ Đại học An ninh Nhân dân, Học viện Bưu chính Viễn thông, rồi là nói chung đi lại rất là ổn áp và hợp lý, gần ngay trung tâm quận luôn mọi người ạ. Căn nhà này được thiết kế duy nhất một căn xây dựng độc lập. Đấy, và rất nhiều quý khách hàng dạo này cũng hay hỏi anh là không có ở Văn Quán, không có ở Mộ Lao à. Thực tế ở khu vực Văn Quán, ở khu vực Mộ Lao thì bây giờ cái quỹ đất nó còn rất là ít, cho nên cái giá thành của nó tương đối là cao. Bởi vậy cho nên là khi mà có những cái căn nhà lẻ như thế này là ngoài quay một gửi tới cho quý vị luôn. Hoặc là nếu như mà không kịp quay thì nói thật với mọi người là đã bán rồi. Có những cái căn nhà mà chỉ có đặt nền móng thôi mà chủ nhà đã bán hết rồi. Cho nên là quý vị có tìm hiểu mua nhà đất thì nhanh nhanh liên hệ ngay với Nhà Tốt để được tư vấn tại thời điểm mà có bảng hàng mới, có những bảng hàng từ móng. Quý vị có thể mua từ móng để có thể thay đổi thiết kế này, thay đổi sơn gạch, thay đổi rất nhiều thứ và cũng có rất nhiều lợi ích khi mua từ phần móng quý vị nhé. Quay trở lại với ngôi nhà này, tầng 1 thiết kế phòng khách, hiện tại ngoài đang đứng ở đây, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, về cơ bản là hoàn thiện xong hết 100%, hồ sơ điện, hồ sơ nước xong hết. Tầng 1 thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, vách kệ tivi ở phần tầng 1 của ngôi nhà. Với diện tích 30 m nó không phải quá lớn, nhưng với cái phần thiết kế thì chủ nhà thiết kế tương đối là hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Đây là phần không gian bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ MDF lõi xanh và độ bền từ 10 đến 12 năm, chống cong vênh mối mọt. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304, phụ kiện bếp lắp đầy đủ cho quý vị. Đó. Nói chung một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn nằm ngay tại trung tâm Hà Đông. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận. Với hướng nhà của ngôi nhà này, hướng cửa chính là hướng Tây Bắc nhé. Quý vị nào mà đang hợp hướng Tây Bắc mà lại tìm xây dựng độc lập, tìm ở phường Mộ Lao thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1 cho quý vị, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tính từ vị trí ngôi nhà này rất là gần với lại cầu Trắng. Nó phạm vi khoảng tầm 500 m là ra tới cầu Trắng. Xung quanh thì tiện ích ngập tràn, không phải nói rồi. Trường học mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Nói chung đi lại thuận tiện, ra tới điểm xe buýt ngày đêm ok. Cũng như là với cái căn nhà này thì cũng gần với lại chỗ gửi xe ngày đêm. Toàn bộ hệ thống tay vịn, ổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế cho quý vị là gỗ. Rồi là mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Ngọc Anh đang đứng ở phần cầu thang từ tầng 1 đi lên tới tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà này tương đối là thoáng, cửa sổ ở cầu thang này, cửa sổ ở hành lang này. Và với thiết kế tầng 2 là một phòng vệ sinh, một phòng ngủ cho quý vị. Đây là phần phòng ngủ, chủ nhà lắp nội thất đầy đủ ở trong phòng cho quý vị theo đúng như ở trên video. Cơ bản là căn nhà này cũng có ban công mở thoáng ra phía bên ngoài thực tế. Đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, diện tích 30 m mà mọi người có thể ngắm nhìn cái phần hoàn thiện thiết kế nội thất này.
gồm tủ quần áo này, giường 1m8, 2m này, bàn phấn này, và ở đây là kệ tivi ở tầng 2. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Không gian tầng 2 tương đối là đầy đủ, vẫn còn rộng và thoáng nha quý vị. Đây ạ, rất là vuông, căn nhà này vuông trước vuông sau, cho nên là cái phần kê nội thất để quý vị có thể nhìn thực tế. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2, đầy đủ hệ thống sen cây tắm, lavabo, bồn cầu cho quý vị. Tất cả cái căn nhà này thì đấy, mọi người có thể nhìn thực tế thoáng trước thoáng sau. Chủ nhà mở những cái cửa sổ nho nhỏ để lấy không khí vào trong không gian phòng. Cửa nhà vệ sinh cũng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên tầng 3 nhé. Và Ngọc Anh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Và tầng 4 cũng thiết kế tương tự như vậy. Với tầng 2 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị là nội thất để quý vị có thể tưởng tượng xem một căn phòng thiết kế và setup như thế. Trên tầng 3, tầng 4 thì chủ nhà để phòng không như thế này cho quý vị thôi. Bởi vì cũng có một số quý vị là về đã có sẵn giường tủ có thể chuyển về nhà mới, hoặc là về tự lắp đặt nội thất theo ý của mình. Bởi vậy cho nên chủ nhà chỉ thiết kế phần tầng 2 thôi quý vị nhá. Đó, nhà bán theo hiện trạng, Ngọc Anh quay có như thế nào thì quý vị đến xem nhà là như vậy. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Tất cả các phòng công năng sử dụng đều như nhau, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Và mời quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Như vậy, với căn nhà 5 tầng này lên trên phía tầng 4 là có 3 phòng riêng quý vị nhé. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng thông thoáng tự nhiên, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng từng phòng. Rồi là ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa lắp theo từng phòng luôn. Đó. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 phòng nào cũng có cửa sổ đầy đủ ánh sáng, ban công thực tế ra phía bên ngoài. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà 5 tầng này công năng sử dụng ra sao. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Lên trên phía cầu thang ở tầng 5 có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với căn nhà này, ưu điểm tất cả các cầu thang đi lên đều có cửa sổ rất là thoáng. Trên tầng 5 thiết kế công năng cho quý vị một phòng thờ và một sân phơi. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Và đây là sân phơi. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Xung quanh nằm trong khu dân cư đông đúc, ngập tràn tiện ích. Căn nhà này ngay gần với khách sạn Anh Quân đi mọi người ạ. À, ngay ở đầu đường Thanh Bình đi vào. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.